我们跟你们再说一次，今天你们这样做，一切都是违反了规定。我们有两国的好意，你们这样做，你不尊重两国的规定，一切你们就你们这样做。好，我们确定这里不能站，我站就是了，现在没有什么人通知我，知道吧？Đoạn này thì các đồng chí đang làm lên biên giới, còn cái đoạn kia là làm vào lãnh thổ Việt Nam. Mà khi vi phạm vào lãnh thổ Việt Nam, chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Phía các đồng chí hẹn thống nhất với chúng tôi là để đến thứ hai này mới tiến hành hội đàm tại thực hiện. Cho nên là trong quá trình chưa hội đàm thì chúng ta sẽ dừng lại, không làm nữa. Ну, вы 两个电话当人质，你们就过去了，你们就过去了。他们在哪？我不说一下，对吗？